vận đơn. Đó là vận đơn gốc và vận đơn tillex. Bây giờ mình sẽ đến phần vận đơn gốc này. Ở đây là hình ảnh vận đơn gốc. Đây là hãng tàu Giang Minh. Vận đơn gốc có chữ original. Đây là mặt trước của vận đơn. Mặt trước của vận đơn như phần trước chúng ta đã học. Đó. Và đây là mặt sau. Mặt sau có các những điều khoản liên quan đến vấn đề hàng hải. Và chữ nó bé bé, nhỏ như này. Đây là các điều khoản và các bên ràng buộc lẫn nhau. Đây là mặt sau. Và những cái vận đơn theo lệnh là ký và đóng dấu phải có chữ deliver to ấy, là giao hàng cho cái công ty nào ấy, thì mình phải ký hậu ở mặt sau. Ký hậu ở mặt sau. Và phần ký hậu phải là bưu gốc. Đó. Đây là cái bưu gốc của hãng tàu Giang Minh. Hoặc đây là cái bưu gốc của hãng tàu One Hai này. Bưu gốc này có chữ original này. Đây là bưu gốc có chữ original, bưu gốc. Vậy thì vận đơn gốc là vận đơn mà có dấu original hoặc là có chữ original và luôn được phát hành 3 bản đánh theo số thứ tự là first, second, third. Kèm theo đó là 3 bản copy. Đó, đó là những cái bản liên quan đến vận đơn gốc. Vận đơn gốc là những cái vận đơn mà có màu mè như vừa rồi, là chúng ta đã vừa xem hình ảnh vừa rồi. Bây giờ mình sẽ xem quy trình và đường đi của bill gốc này. Ví dụ ông forwarder này, ông forwarder 1 này phát hành ra một cái bill. Rồi, và đưa cho ông shipper. Ông shipper lúc này sẽ để cho ông consignee lấy được hàng thì phải có bill. Đó, để chứng minh cả quyền sở hữu hàng hóa chuyển cho ông consignee. Thì ông shipper này sẽ chuyển cái bill gốc này qua đường chuyển phát nhanh quốc tế, ví dụ qua DHL hoặc là qua TNT hoặc là UPS gì đó, gửi đến tận tay của ông consignee. Đó. Ông consignee lúc này cầm bill gốc rồi nhưng mà không làm thủ tục được. Bởi vì ông consignee phải cầm cái bill gốc này nộp lại cái bill gốc cho ông forwarder 2. Ông forwarder 2 sau khi thu hồi bill gốc rồi thì sẽ phát hành ra một cái lệnh để ông consignee lấy được hàng. Lấy được hàng. Đó. Vậy thì ông forwarder 1 này có nghĩa vụ là phát hành ra bill gốc. Và ông forwarder 2 có nghĩa vụ là thu hồi cái bill gốc đó lại để chứng minh rằng mình đã giao hàng. Và sau khi thu hồi bill gốc thì phát cho ông consignee là cái lệnh giao hàng. Cái lệnh giao hàng thì lúc này quyền sở hữu thực tế sẽ thuộc về ông consignee hàng hóa, quyền sở hữu hàng hóa thực tế. Và ông consignee lúc này mới làm thủ tục hải quan được. Đó là đường đi của bill gốc. Và khi bill gốc được thu hồi rồi thì các bill còn lại có 3 bản ấy, thì 2 bản còn lại không còn giá trị nhận hàng nữa. Đó. Đấy là cái nguyên tắc về việc thu hồi bưu gốc. Có nghĩa là trên thị trường có 3 bản. Consignee có thể lưu hoặc là shipper có thể lưu. Nhưng mà khi mà một bưu gốc đã được thu hồi của ông forwarder rồi thì có nghĩa là ông forwarder đã thu hồi bưu gốc và sẽ nhả lệnh cho ông consignee được quyền lấy hàng. Đó. Và ông consignee sẽ làm thủ tục hải quan. Các bạn có thể xem là cái bill gốc này có chữ original này, original này, do một cái công ty forwarder, công ty giao nhận là KBF phát hành cho ông TK và ông Fujikin. Đó, đây là shipper TK và consignee Fujikin. Đây là bill gốc có chữ original. Ở phần tiếp theo mình sẽ đến cái bill là bill surrender, hay là còn gọi là bill tillex bill. Tillex bill. Các bạn tập trung vào cái phần lý thuyết này. Khi shipper yêu cầu surrender hay tillex ấy, có nghĩa là shipper gửi yêu cầu của mình đến hãng tàu hoặc là forwarder, yêu cầu trả hàng cho consignee mà không cần bill gốc được nộp tại cảng đích, nghĩa là không cần thu hồi bill gốc tại cảng đích. Ở tình huống này thì là bill gốc đã được thu hồi tại cảng đi. Và hãng tàu là forwarder sẽ làm một điện giao hàng có chữ surrender hoặc là có chữ tillex và scan cái bill đó qua email. Đó, và báo từ cảng POL đến cảng POD cho đầu bên kia, cho hãng tàu đầu bên đầu nhập khẩu hoặc là forwarder đầu nhập khẩu. Và khi họ nhận được thông tin rồi thì họ sẽ trả hàng cho consignee mà không cần thu hồi vận đơn gốc. Và tình huống thực tế sẽ là như sau. Ông forwarder, ông shipper này, ví dụ đặt một cái vỏ công, một cái chỗ của ông forwarder 1 chẳng hạn. Ví dụ vậy. Thì là ông shipper này bảo với ông forwarder 1 là tôi với ông consignee này là ký kết với nhau là bill tillex rồi.
nên là không cần thiết phải lấy bill gốc đâu. Và ông folder 1 lại biết là cái lô hàng này, cái thương vụ này làm theo bill Tillex. Đó, vậy thì là chỉ cần làm ra bản PDF thôi. Bản PDF thôi, bản chụp thôi. Ông folder 1 này làm ra bản chụp cho ông shipper và ông cần sendy xác nhận là bill đã ok rồi. Đó. Và ví dụ tình huống là ông shipper phải đợi ông cần sendy thanh toán tiền hàng cho ông shipper thì ông shipper mới bảo ông forwarder 1 là Tillex bill cho ông cần sendy nhận hàng. Và tình huống là nếu mà ông shipper nhận được thanh toán rồi thì ông shipper sẽ bảo với ông forwarder 1 như sau là thôi được rồi, ông cần sendy đã thanh toán, tôi muốn trả hàng cho ông cần sendy và đóng dấu Tillex vào bill. Đóng dấu Tillex vào cái bản PDF cho tôi. Rồi, ông forwarder 1 đóng dấu Tillex vào xong và gửi cho ông forwarder 2 một cái bản PDF có đóng dấu Tillex ở trên bill qua email. Ông forwarder 2 mở email ra và nhận được cái bản bill Tillex rồi thì nghiễm nhiên là sẽ trả giao lệnh cho ông consignee mà không cần thu hồi bill gốc. Có nghĩa tình huống này không có cái bill gốc nào cả. Nhắc lại với các bạn chút về bill Tillex này. Ông shipper và ông consignee ký kết hợp đồng với nhau là dùng bill Tillex. Và sau khi ví dụ ông consignee thanh toán cho ông shipper rồi và ông shipper muốn nhà hàng cho consignee thì shipper sẽ báo với forwarder 1 là đóng cái dấu Tillex vào bill đi và gửi cho ông forwarder 2. Ông forwarder 1 gửi email cho ông forwarder 2 cái bill bản PDF hoặc là bản chụp có đóng dấu Tillex. Và ông forwarder 2 nhận được cái email của ông forwarder 1 rồi, có xác nhận có chữ Tillex rồi và sẽ gửi lệnh trả hàng, giao lệnh giao hàng cho ông cần sai đi. Đó, và lúc này ông cần sai đi sẽ đi nhận hàng mà không cần phải thu hồi bill gốc, không cần phải nộp bill gốc cho ông forwarder 2. Và cái bill Tillex này thì áp dụng cho với cái vận đơn đích danh. Có là vận đơn mà trên ô cần sai đi thể hiện rõ tên của ông cần sai đi. Ở đây là một ví dụ này. Ví dụ đây là một cái bill, đây là một cái bill bản PDF và có được bắn cái dấu Tillex vào đây. Vậy thì là cái ông forwarder 2 khi mà nhận được cái email mà có chữ bắn dấu Tillex này rồi thì nghiễm nhiên sẽ giao hàng cho ông consignee. Forwarder 2 sẽ giao lệnh cho consignee và consignee lúc này sẽ là chủ sở hữu lô hàng và đi lấy hàng. Và tiếp theo chúng ta đến một vài lưu ý vận đơn này. Cái ký lùi vận đơn là backdate bill. Đây là một hành động gian lận. Ví dụ như sau. Ví dụ là ông shipper và ông consignee ký với nhau cái hợp đồng là phải giao hàng vào ngày mùng 6. Nhưng mà thực tế con tàu nó lại di chuyển hoặc là khởi hành vào ngày mùng 8. Thì là ông shipper với bảo ông forwarder 1 này là kiểu nếu mà không đi vào ngày mùng 6 được ấy thì tôi sẽ bị phạt hợp đồng. Thế là ông forwarder 1 này với ông shipper là thân quen. Thì ông forwarder 1 này sẽ ký lùi cái vận đơn xuống cho ông shipper là ngày mùng 6. Nhưng thực ra bản chất tàu khởi hành là ngày mùng 8. Đó. Vậy thì ông forwarder 1 này đang đứng trước một cái mối rất là nguy hiểm. Bởi vì là ngày mùng 8 tàu mới chạy nhưng mà đã ký cho ông shipper là ngày mùng 6 rồi. Để ông shipper không bị phạt hợp đồng với ông consignee. Đó. Vậy thì là hai ông shipper và forwarder 1 này phải có mối gọi là mối quan hệ rất là thân thiết với nhau thì mới làm như vậy được. Và tình huống xấu nhất là ông shipper này đến ngày mùng 8, ông shipper này không có hàng để xuất khẩu hoặc là ông shipper này trốn mất cầm tiền của ông cần sai đi rồi và trốn đi thì là ông forwarder 1 này rất là nguy hiểm. Đó, và hành động backdate bill là hành động gian lận trong thương mại. Mình không nên làm. Tiếp theo mình sẽ đến một vài ghi chú khác này. Các ghi chú mà có trên bill ấy mà có chữ onboard. Onboard là có nghĩa là hàng đã được lên tàu rồi. Hàng được lên tàu rồi. Laden on board là có nghĩa là hàng được xếp lên tàu rồi nhưng mà không chắc là tàu đã rời đi. Chỉ biết là hàng đã được xếp lên tàu rồi thôi. Cái chữ shipped on board là có nghĩa là hàng hóa được xếp lên tàu rồi cùng với một cái ngày. Cùng với một cái ngày thì chính là ngày khởi hành. Đây là ví dụ này. Đấy, ví dụ là ship on board là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2013 thì là có nghĩa là hàng đã được lên tàu và đi vào ngày mùng 4 tháng 11 rồi. Đấy là ship on board. Còn clean on board hoặc là clean ship on board có nghĩa là
Vận đơn hoàn hảo, có nghĩa là hàng đã được xếp lên tàu rồi và không có một cái ghi chú gì về tình trạng xấu của hàng hóa cả. Có nghĩa là hàng hóa được xếp xếp lên tàu một cách hoàn hảo. Đấy là clean on board. Cái thuật ngữ cuối là receive, có nghĩa là chỉ là nhận hàng để xếp thôi, nhận hàng thôi chứ không hàng chưa chắc hàng chưa lên tàu, hàng chưa được xếp lên tàu. Lúc này hàng đang ở bãi CY, ví dụ hàng đang ở bãi CY và chưa được xếp lên tàu là receive, là nhận, đã nhận hàng đó. Còn tất cả những chữ mà có chữ on board là hàng đã lên tàu rồi. Ship on board là clean on board mà có ngày thì có nghĩa là hàng được lên tàu và đã được khởi hành đi vào ngày đó rồi.